Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì 45% các vụ cháy xảy ra tại các hộ dân trong khu dân cư và đáng chú ý là trên 70% vụ cháy nổ có nguyên nhân xuất phát từ các thiết bị điện. Vậy thì làm thế nào để tránh được nguy cơ này? Những thông tin sau đây hy vọng là sẽ hữu ích cho gia đình của quý vị. Chập điện là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy nổ, do đó trong quá trình lắp điện tại nhà cần phải chọn loại dây dẫn tốt có khả năng chịu tải lớn. Nếu trong trường hợp đi ngầm dây trong tường thì phải dùng loại có hai lớp cách điện và được luồn trong ống nhựa chống cháy. Bên cạnh đó, mỗi gia đình phải lắp cầu sao, atomat hoặc dơ le cắt điện nhanh ở phía sau điện kế, đầu đường dây chính trong nhà hoặc ở đầu mỗi nhánh dây phụ. Để an toàn, các gia đình cũng nên lắp cầu trì trước các ổ cắm điện để khi có chạm chập hoặc quá tải sẽ tránh được nguy cơ gây cháy nổ. Tất cả cầu dao, cầu trì phải có nắp đậy. Khi phát hiện các chỗ dây điện bong chóc lớp cách điện phải thay sửa ngay, các mốc nối cần được cuốn lại băng keo chắc chắn. Chập điện dẫn đến cháy nhà là điều không ai mong muốn. Nhưng nếu không may xảy ra chập điện gây cháy, cần cắt cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà. Nếu chắc chắn không còn ai mắc kẹt trong nhà mới sử dụng bình chữa cháy để dập lửa và gọi số 114 để cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hỗ trợ.